Xin kính chào khán thính giả đang xem đài Việt Face TV. Chúng tôi là Tỳ Kheo Ni Thích Diệu Thiện, trụ trì ở Thiền viện Phổ Môn. Hôm nay đến với quý vị với chủ đề Tìm lại chính mình. Tìm lại chính mình để cuối cùng có được niềm vui. Vui với bản thân, vui với những người chung quanh và vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và hôm nay chúng ta lại cũng có duyên gặp cô Tuệ Tâm lần nữa. Và chắc là cô Tuệ Tâm hôm nay cũng có nhiều điều muốn hỏi phải không thưa cô Tuệ Tâm? Dạ, thưa quý vị khán thính giả và thưa Ni Sư, thì lúc nào con cũng có câu hỏi cả. Tại vì đang trong cái con đường học hỏi và để kiếm tới cái nơi mà vui vẻ, hạnh phúc, rồi không có lo lắng buồn phiền nhiều, thì lúc nào cũng phải có câu hỏi thưa Ni Sư. Thành thử Ni Sư hỏi con là có những câu hỏi gì thì rất là nhiều, nhưng mà hôm nay đó thì con cũng xin Ni Sư cho con biết thêm và kêu quan khán thính giả biết thêm là cái gì mà tại sao mình lại vui buồn khổ rồi lo lắng, rồi từ lo lắng quá rồi không biết đường nào ra xong cái tự nhiên cái chúi đầu xuống cái thành bị trầm cảm mất tiêu. Cho lên đó, đó là câu hỏi của con. Là bây giờ xin Ni Sư hãy giúp cho con và cũng cùng lúc cho quý vị khán thính giả biết là tại sao vậy. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Tâm cũng như cảm ơn khán thính giả. Nhưng mà theo như cô Tuệ Tâm nghĩ rằng là xưa nay trong cuộc sống hàng ngày đó, thì theo cô Tuệ Tâm nghĩ rằng là cái buồn vui giận hờn là bình thường hay là vấn đề mình cần phải giải quyết? Dạ, thì từ trước tới nay thì con thấy là buồn vui giận hờn là con thấy cũng như là chuyện bình thường. Tại vì nếu mà ai chọc con thì con giận. Mà nếu mà con muốn người ta làm gì cho con mà theo ý con mà không làm thì là con buồn, khó chịu. À, xong rồi nếu mà cái gì không là được theo ý mình thì là mình tức tối. Thì con nghĩ cái đó là tất cả mọi người chúng ta trên thế gian này ai cũng có cái đó hết. Nhưng mà nhiều khi nó lại người thì buồn nhiều quá, người thì buồn ít, người thì vui quá, người thì không có vui được. Thì con không hiểu là tại sao lại như vậy. Mà nếu mà mình bị như vậy thì mình phải làm cách nào? Nhưng mà có nhiều như con khi mà con vui cũng vui lắm, nhưng mà cái khi đôi khi gặp cái chuyện buồn, cái là như là một thời gian gần đây đó con có một chuyện buồn, tức là con không biết làm sao mà con ngóc đầu ra hết, mà cứ óc đầu nó cứ lay xoay, nghĩa là ăn không được, ngủ không được. Thì đó cho nên con thấy là con cần phải tìm hiểu là tại sao vậy. Tại sao mà nó cứ lay hoay trong đó mà không ra được đó. Vậy thì cô Tuệ Tâm đã tới Phổ Môn được 4 tháng rồi, thì cô Tuệ Tâm có biết ít nhiều gì biết tại sao không? Dạ, thì khi mà con tới với Phổ Môn Thiền Viện á, thì với cái sự hướng dẫn của Ni Sư thì con cũng hiểu một phần nào, và cho nên nó giúp cho con trỗi ra, thế là có thể đi ra khỏi cái trầm cảm nặng nề của con đó, tức là con có thể vui trở lại. Và một cái nữa là ăn được ngủ được, chứ lúc trước là ăn không được ngủ không được mà cứ lay hoay, rồi thuốc, tức là con đi đủ chỗ hết uống thuốc mà cũng không có hết, mà tự nhiên là nó còn nặng hơn nữa. Cho nên khi mà con tới với Ni Sư thì Ni Sư cắt nghĩa cho con về những cái mà năm cái uẩn đó, để cho con hiểu là từ đâu nó ra. Cho nên con cũng muốn chia sẻ cái đó với quý vị khán thính giả, và không ai hơn là nhờ Ni Sư nói lại và cái hướng dẫn nào
cho con hiểu thêm và cho quý vị khán thính giả được biết luôn. Dạ rồi, cảm ơn cô Tuệ Tâm. Nếu mà cô Tuệ Tâm hỏi thì sẵn đây sẽ cũng chia sẻ cho cô Tuệ Tâm cũng như khán thính giả là thật sự là những cái buồn phiền giận hờn á, dạ, nó đều có cái nguyên nhân thưa quý vị. Dạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được cái nguyên nhân thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn buồn khổ nữa. Dạ. Thì ví dụ như mà khi mình hỏi tới cái năm uẩn. Dạ. Khi mà nói tới năm uẩn là nói tới tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm mà quay lại nhìn sâu á, nhìn thì thực chứng cái năm uẩn vốn là không. Dạ. Mà cho nên ngài mới vượt qua tất cả cái khổ đau ách nạn và cuối cùng ngài sống được tự do tự tại. Thì nói tới năm uẩn có nghĩa rằng là nói tới sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Muốn nói tới sắc là muốn nói tới cái thân của chúng ta. Thọ là cái cảm thọ, có nghĩa là những cái cảm giác vui, buồn, giận, hờn, lo âu, sợ hãi, đó là cái cảm thọ. Tưởng là những cái suy nghĩ, tưởng tượng, đó là cái tưởng. Hành là khi chúng ta suy nghĩ xong rồi chúng ta suy nghĩ hết chuyện này, suy nghĩ hết chuyện khác và chúng ta suy nghĩ liên tục, không dứt thì cái đó gọi là hành. Và thức là cái tâm phân biệt của chúng ta. Chúng ta phân biệt đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu. Đó gọi là năm uẩn. Thường thì đối với năm uẩn của chúng ta lúc nào cũng cho nó là thật. Thí dụ như cái thân này, chúng ta nói cái thân này là thật. Cho nên chúng ta ôm chấp vào cái thân này. Và rất là sợ cái thân này nó mất. Nhưng mà mình biết rằng là cái thân này á, nó không có thật có. Nó là do tứ đại hợp thành, do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Và khi một ngày nào đó nó rã đi và nó trở lại về với đất, nước, gió, lửa. Cho nên khi mình hiểu nó không thật có thì tự nhiên mình không bám chấp vào nó để khi nó đến và nó đi. Còn thọ là cái cảm giác. Khi mà nói tới thọ là cái cảm giác buồn, cảm giác giận, cảm giác vui, cảm giác sợ. Những cái cảm giác đó nó đến và nó cũng đi. Cô Tuệ Tâm thấy chỗ này không? Nhưng mà thường thường á, thì mình có những cái cảm giác nào đi qua trong cuộc đời của mình, mình ôm cứng nó và mình không muốn nó thay đổi. Thì Ni Sư nói cái sắc là cái thân. Trời ơi, con thương cái thân con lắm chứ. Tức là mọi người đều thương cái thân. Nhưng mà nếu tự mình không có nghĩ sâu xa, không có hiểu sâu xa hơn, cho nên tóm lại là tại vì mình cái gì cũng là của mình đó, phải không? Dạ đúng rồi. Cái tôi, cái ta của đúng mình rồi. Đó. Dạ. Có nghĩa là mình chấp thật vào cái thân. Dạ. Và đến khi mình nó đau một chút là mình cũng sợ, hoặc là mình cứ sợ nó mất. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình hủy cái thân này. Không. Nhưng mà mình có, mình cũng vẫn sống, mình cũng vẫn nuôi dưỡng cái thân này, nhưng mà mình không chấp cứng vào cái thân này. Thì như vậy đụng chuyện mình sẽ không khổ vì cái thân này. Thì đó là cái thân. Còn nói với cái cảm thọ thì là nói tới những cái cảm giác. Mà khi mà mình ôm cứng vào những cái cảm giác thì chúng ta sẽ bị cái cảm giác nó khống chế chúng ta. Bởi vì chúng ta cho cái cảm giác nó là thật, mà trong khi chúng ta thấy là cảm giác nó đến rồi nó lại đi. Nó lại đi. Nhưng mà nó đã đi rồi, nhưng mà chúng ta vẫn ngồi chúng ta nhớ lại cái cảm giác trong quá khứ, để rồi chúng ta lại buồn khổ trong cái cảm giác đó. Thì như vậy chúng ta chỉ cần thấy rõ được rằng là nó không có thật có, thì tự nhiên ngay đó chúng ta sẽ nhẹ ra. Thì đó là phần cảm thọ. Và nếu mà chúng ta thấy rằng, như cô Tuệ Tâm thấy rằng, nó giống như là mình hay nghe nói là không ai tắm hai lần trên một dòng nước phải không? Dòng nước đã đi qua rồi, và nếu chúng ta tắm thì cái dòng nước kế tiếp không phải là dòng nước cũ nữa. Thì nó là, nhưng mà chúng ta cũng muốn là tắm hai lần trong một dòng nước thì không bao giờ có được. Thì cũng giống như vậy, cái cảm thọ của chúng ta cứ muốn cái cảm thọ đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài, thì hoặc là những cái cảm giác buồn khổ, chúng ta cứ nhớ cái cảm giác đó hoài thì chúng ta khổ. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được rằng nó không thật có, nó đến rồi nó đi thì tự nhiên chúng ta sẽ thoải mái và không còn bị cái đó nó khống chế nữa. Sắc là cái thân của chúng ta ôm chặt cứng vào cái thân này. Cho nên chúng ta sợ mất, cho nên chúng ta đau khổ. Và thọ là cái cảm giác, những cái cảm giác nó đã đi qua trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn muốn níu kéo lại những cái cảm giác đó, và chúng ta khổ vì cảm giác đó. Thường thường thì mình hay nghe người ta nói cái thú đau thương, có nghĩa là cứ muốn giữ lại những cái thú đau thương đó.
phải không? Thành ra những cái lúc đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó đã đi qua rồi mà chúng ta cứ đồ tới đồ lui, đồ đi đồ lại, vì vậy mà chúng ta sẽ khổ thêm nữa. Yeah. Thì ngay chỗ đó chúng ta chỉ cần nhận ra là nó đến thì nó đã đi rồi, và bây giờ chúng ta sống vào hiện tại và vui với những gì đang có mặt với chúng ta, thì tự nhiên ngay đó chúng ta sẽ có hạnh phúc. Thì đó là thọ. Còn tưởng là những cái suy diễn của chúng ta, những cái tưởng tượng của chúng ta. Thí dụ như là nhiều khi chúng ta hay tưởng người này nghĩ chúng ta thế này, chúng ta tưởng người kia nghĩ chúng ta thế kia, mà nhiều khi chưa chắc người đó đã suy nghĩ như vậy. Đó, hoặc là nhiều khi chúng ta một mình chúng ta tưởng tượng thế này, chúng ta tưởng tượng thế kia, rồi chúng ta sợ hãi vì cái tưởng tượng của chúng mình. Ta quý vị thấy không? Nhiều khi cái chuyện chưa đến thì chúng ta cũng đã tưởng tượng hồi, cái tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng tự nhiên chân tay mình bủn rủn, mình sợ hãi. Thì đó là gọi là cái tưởng. Mà thường thường cái tưởng của chúng ta thì nó đến và nó cũng đi, phải không? Nó có rồi nó lại không đi. Nhưng mà chúng ta lại tưởng như thế nào thì chúng ta lại tin nó là thật. Và chúng ta ôm chấp vào cái tưởng của chúng ta, và từ đó chúng ta khổ vì cái tưởng tượng của chúng ta. Thì đó là phần tưởng. Nhiều khi quý vị biết không, mình tưởng tới nỗi mà nhiều khi đêm mình ngủ không có được. Nhiều khi mình nằm mình cứ tưởng hết chuyện này, mình tưởng hết chuyện kia. Thì chính vì chỗ đó mà nó làm cho mình đưa mất tới ngủ. Cái vấn đề bị mất ngủ. Mà mất ngủ lâu ngày thì nó sẽ bị vừa buồn, vừa sợ, vừa mất ngủ. Thì lâu ngày nó đưa tới cái chứng trầm cảm. Đó. Đúng vậy. Cô Tụy Tâm có thấy chỗ đó không? Con có. Bà con đã đi qua cái đó, ngồi cứ cô nằm. Tâm. Con nằm con nghĩ là có khi ví dụ như là con cứ nghĩ là cái người kia nói xấu mình, rồi họ sẽ làm cái này làm cái kia. Mà thật sự chưa chắc là họ đã nghĩ như vậy, mà tự con cứ lay hoay trong cái ý tưởng đó, tưởng tượng đó. Rồi cái con ngủ không được. Đúng rồi. Cho nên con nghĩ là họ nhất định là họ làm như vậy, nhưng mà thật sự như là ni sư nói là cái đó cái tưởng tượng của mình. Nhưng mà lúc trước á thì con thấy nó là thật. Con ôm nó, con nghĩ nhất định là họ như vậy. Nhưng mà từ hồi con tới được ni sư giảng dạy đó, thì con giác ngộ nó ra là không phải thật. Cho nên không có tưởng tượng nhiều như vậy nữa, nhưng mà vẫn còn. Đúng rồi. Thì tại vì nhiều khi chúng ta sống trong cái thói quen. Chúng ta bao nhiêu năm rồi chúng ta sống như vậy rồi, mà bây giờ tỉnh ra đâu phải là một ngày một giờ. Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta thấy ra được thì ngay chỗ đó tự nhiên nó nhẹ là. Và chúng ta có thể mỉm cười với những cái tưởng tượng của chúng ta. Phải không? Quý vị có đồng ý như vậy không? Mà cứ tưởng tượng rằng là, quý nghĩ rằng là khi mà mình cảm thấy mình đang suy diễn, mình đang tưởng tượng, tự nhiên mình thấy ra mình đang suy diễn, mình đang tưởng tượng. Cái tự nhiên lúc đó mình tỉnh ra thì lúc đó tự nhiên mọi cái nó sẽ nhẹ đi và không có lo lắng mà cho nên lúc đó mới ngủ được. Rồi còn chưa kể nữa là nhiều khi chúng ta tưởng tượng xong rồi chúng ta lại gọi người này, chúng ta hỏi người kia, rồi cái mỗi người lại cùng nhau tưởng tượng nữa. Và như vậy là từ từ một cái chuyện nhỏ đã thành ra những cái chuyện lớn. Và như vậy rồi tự nhiên chúng ta sẽ sợ hãi hơn hoặc là đau khổ hơn. Thì như vậy có phải là những cái nguyên nhân đưa đến những cái bệnh trầm cảm? Đó là tưởng. Còn hành là sau khi chúng ta tưởng ra rồi và chúng ta tiếp tục suy diễn ra những cái khác nữa, hết chuyện này rồi xong là chúng ta lại nghĩ qua chuyện khác, rồi hết chuyện này chúng ta nghĩ qua chuyện khác. Nói chung là chúng ta cứ suy diễn hết chuyện này tới chuyện khác. Mà một cái suy diễn là chúng ta không rõ rồi, chúng ta lại nghĩ tới những cái chuyện khác nữa. Thì như vậy là nó liên tục. Hành là gì? Là sự liên tục không dừng. Chúng ta nghĩ cái chuyện này xong chúng ta nghĩ cái chuyện khác. Đó là tại sao mà chúng ta thấy rằng cái đầu của chúng ta nó không bao giờ dừng. Phải không? Ngay cả quý vị thấy rằng là tối lên giường ngủ rồi mà cũng không dừng được. Là bởi vì chúng ta lại hôm nay chưa xong thì chúng ta lại nghĩ tới chuyện ngày mai. Mà trong khi đúng lúc là chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Đúng ngày mai thì chúng ta sẽ làm tiếp. Nhưng mà vì chúng ta không làm chủ được cái suy diễn của mình, chúng ta không giác ngộ được cái hành của mình là cái sự suy diễn của mình, cho nên nó dẫn chúng ta đi hoài và đi hoài. Đến khi chúng ta mệt quá chúng ta thiếp đi thôi. Chứ không phải là chúng ta nói rằng là thôi tới giờ ngủ là đi ngủ. Cô Tiêu Tâm có thấy chỗ này không? Con thấy như vậy. Và như vậy là cái thiền nó sẽ giúp vào cái lúc này nè. Đúng rồi, cái thiền nó sẽ giúp chỗ này nè. Đúng rồi, là nó giúp cho mình nhận ra
mình đang diễn nè, mình đang mình đang hành nè, là có nghĩa là cái đầu mình nó đang dẫn mình đi nè, thì ngay khi nhận ra một cái thì mình là mình thấy là như vậy cái này nó đâu có thật có đâu. Thì tự nhiên ngay chỗ đó là mình làm chủ được cái thân tâm của mình rồi, và lúc đó tự nhiên mình đi vào giấc ngủ một cách thoải mái. Đó là hành, thấy không? Đó là chúng ta thực chứng được cái hành đó. Và thức là sự phân biệt. Thường thường chúng ta thấy một cái gì đó là ngay lập tức chúng ta phân biệt liền. Mà chúng ta khi mà chúng ta phân biệt là chúng ta tin vào cái phân biệt của chúng ta. Ví dụ như chúng ta thấy cái điều đó là chúng ta phân biệt, chúng ta cho là tốt, là xấu, là hay, là dở. Mà khi chúng ta phân biệt, chúng ta tin cái phân biệt của chúng ta, và chúng ta không còn có cơ hội để cho người khác phân tích. Ví dụ như điển hình mình nói là mình nhìn cái người đó, mình nghĩ người đó xấu rồi đó, là rồi mình tin chắc là người đó xấu. Mà sau cho dù cái thật người ta có cơ hội ta phân tích cho mình, hoặc là sau này người ta không còn như vậy nữa, thì trong đầu mình cũng đã tin chắc rằng là người đó là xấu. Thì như vậy là mình tin cái suy nghĩ của mình. Mà đôi khi cái suy nghĩ của mình chưa chắc là đúng. Chưa chắc là đúng. Mà cho dù có đúng đi chăng nữa thì nó cũng vô thường. Có nghĩa là hôm nay nó là như vậy, nhưng mà ngày mai người ta đã thay đổi rồi. Nhưng mà mình vẫn tin chắc rằng là nó là như vậy. Cho nên mình ôm cứng vào cái suy nghĩ của mình, thì đó gọi là thức, sự phân biệt của mình. Mình cái gì mình thấy, nghe, hiểu biết, xong mình phân biệt, rồi từ đó mình tin chắc vào cái phân biệt của mình, thì cái đó gọi là thức. Và cô Tuệ Tâm có bao giờ bị như vậy chưa? Dạ có chứ. Có sao cô Tuệ Tâm? Tại vì có đôi khi á, thưa ni sư, là dòm vô một người nào cái tự nhiên cái ác cảm người ta liền à. Đúng rồi. Đó. Mà tại vì mình không có hiểu để cho mình thức tỉnh, để mình cho người ta có cái cơ hội, và cái óc của mình nó đã quyết định là người đó xấu, người đó không có gì mà hợp với tôi cả. Đúng rồi. Trong khi đó thì cái người đầu tiên là con là người đã khó chịu chứ còn người ta đâu có khó chịu. Đúng đâu rồi. Thì là cái khổ cái buồn là về con. Đúng rồi. Thành thử con thấy là cái gì cũng là tại mình ôm vô. Cho nên khi con tới phổ môn nhờ ni sư giảng dạy thì con cũng bắt đầu tìm hiểu ra, và cái từ từ mỗi một lần mà con làm cái gì cái là con nghĩ tới cái năm uẩn. Mà khi nào mà con nói quý vị với ni sư là ông chồng con cũng đi, thành mỗi một lần mà con không tức là không có thèm nghĩ lại cái năm uẩn này là chồng con nhắc con. Ồ vậy đó hả? Dạ. Nhắc là sao? Thì nói chứ nè, năm uẩn của bà đâu rồi? Là khi mà nói vậy là tự nhiên con tỉnh lại. Là con lại nghĩ lại cái năm uẩn của con. Cho nên con thấy là ở chỗ thiền viện Phổ Môn á, ni sư hướng dẫn con rất là ích lợi cho con. Và con cũng thấy là quý vị ở ngoài, nếu mà quý vị nào mà cũng có nghĩ giống như là con đó, là cái đó chuyện bình thường, thì mình muốn tìm hiểu về mình nhiều hơn và để sống vui vẻ hơn, thì hãy gọi thiền viện và về cho biết, tức là học hỏi thêm. Và con cũng nhớ là như là Phổ Môn của ni sư là cũng sắp tới ngày sinh nhật phải không thưa ni sư? Thì thật ra Phổ Môn thì đã có 10 năm rồi. Ngày 17 tháng 3 này là 10 năm sinh nhật Phổ Môn. Phổ Môn đã ra đời cách đây 10 năm rồi thưa quý vị. Nhưng mà thường thì chúng tôi cũng trong 10 năm qua cũng âm thầm giúp rất là nhiều người biết, có duyên biết tới Phổ Môn. Giúp cho mọi người hiểu ra được cái nội tâm của mình, hiểu ra được cái sự thật về năm uẩn, để cuối cùng mình giác ngộ cái sự thật trong nội tâm của mình, để sống tự do tự tại, để mình sống vui. Thành ra là người 17 tháng 3 lúc 5 giờ chiều là chúng ta sẽ có cái sinh nhật Phổ Môn. Chúng tôi rất là vui được đón chào tất cả quý vị về để thứ nhất là thăm Phổ Môn cho biết Phổ Môn, và kế tiếp là cũng cùng chung vui cái ngày 10 năm sinh nhật Phổ Môn. Đánh dấu 10 năm qua chúng tôi đã đem tất cả tấm lòng của mình để mà giúp đỡ cho những cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta có được của niềm vui, và đồng thời cũng cảm ơn là cộng đồng Việt Nam ít nhiều đã đóng góp để cho sự tồn tại và phát triển của Phổ Môn cho tới ngày hôm nay. Thành ra cũng như trong đó có cô Tuệ Tâm nữa, thành ra con cũng mới tới. Và con cảm ơn ni sư
Diệu Thiện đã cho con biết rõ thêm về cái năm uẩn ngày hôm nay và với lại cái ngày sinh nhật của Phổ Môn sắp tới, và dĩ nhiên là con phải có ở đó rồi. Con cảm ơn sư Ni sư. Cảm ơn cô Tuệ Tâm và cũng cảm ơn khán thính giả xem đài hôm nay, bởi vì cái thời giờ có giới hạn, thành ra cái sự chia sẻ cũng không có thể nào mà chia sẻ hết. Hy vọng rằng là quý vị có thể đến Phổ Môn và được nghe pháp thoại cũng như nghe những cái buổi giảng kinh hoặc là buổi thiền, thì trong những cái buổi như vậy thì chúng tôi có cơ hội chia sẻ kỹ hơn và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn để làm sao mà có cuộc sống vui trong hiện tại. Và một lần nữa xin cảm ơn khán thính giả đang xem đài Việt Face TV và chúc tất cả mọi người sớm nhận ra năm uẩn vốn là không, để cuối cùng sống tự do tự tại trong cuộc đời này. Cho dù đứng trước bao nhiêu những cái biến đổi của cuộc sống, mình vẫn có thể mỉm cười được và thương được những người chung quanh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.